Water on the water. Và hai đứa nó té lục luôn hả? Cái này ba mau quá tự té rồi. Có thể một đứa thì không té mà hai đứa nó làm cho nó. Kệ đi, thay vì nó cho nó cho nó cái giật. Cái này mà kiếm vợ chồng mà gây lộn quá, chơi vô chung với tị là sáp nhau là vui lại à. Hoài ồ đúng rồi ha, cái này bự quá ha. Vậy cái này đã hơn ha. Cái em này tại nó bự quá à. Nếu em này nó cũng phải cái bự nó mới được cho nó. Em, một cái bong bóng này mua bao nhiêu tiền em? Không muốn chịu hả? Mua dễ không em? Trung Quốc hả? Vậy em nghĩ cái này chơi trên cỏ được không? Mà nó trong đó là từ từ nó nóng lên ha. Vậy hơn 10 phút là từ từ nóng rồi. 5-6 phút rồi bắt đầu nó nóng. Mà cái không khí chổng là cái không khí nó là chết luôn cái chổng rồi phải không? Dạ, không khí nó đóng luôn nhưng mà đủ thở khoảng 20 phút. 20 phút không có ra 2 phút là có vấn đề rồi đó. Thấy từ từ ngáp rồi. Mẹ em một cái trong bóng chịu được bao nhiêu nặng em? Khoảng cỡ 100 mấy 200 ký. Vậy là hai đứa hai bằng hai em không? Cỡ hai em rồi. 200 ký vậy? 200 ký là bị nặng lắm ha. Mà thường thường nếu mà thường thường ba người hay nguy hiểm không đó? Ba người mà nếu mất nhỏ thì được, chỉ sợ nó đè vô nhau lăn lộn nó té được. Em có mấy đứa giờ chồng nó khóc không? Khóc nhiều lắm. Nó thích ở như con anh là nó mẹ nó chứ ở đó là khóc nhiều. À từ đó vừa thức dậy là quýnh với nhau rồi. Tới ngủ thì thương nhau mà thức dậy là quýnh nhau y xèo luôn. Cái này mà muốn hấp dẫn nữa bỏ hai con cá sấu vô đó hấp dẫn nữa. Thấy chạy thiệt luôn á. Hả? Có, có. Thế cái này mà một cặp mới gặp nhau ra đây cũng vui đó. Mới quen được những tuần lễ á. Vui quá rồi. Vui quá rồi. Nhớ vô cái này đừng có ăn no quá, vô cái này có lý. Em ơi em, có bị
đứa nào ói không? Có bị mấy đứa em nào ói trong đây không? Ói hay không? Không, không ói hả? Thấy mặt mệt là em kéo vô liền chứ không có để cho nó. Mấy người với cái miền này ai cũng hiền hết ha. À. Monkey bus hả? Con nói là cầu khỉ. Con muốn đi không? Ba quay phim cho con. Ba đi với con. Ồ, ok, giúp nó. Mấy đứa con xong, mấy đứa hai con trai xong mới đi với con. Ok. Dạ, tôi xong tôi đi được, tôi tới rồi. Đi con. Hả? Quay dưới đây nó có phao mà té có phao ông phao liền. Đi.